Xin mời chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình sẽ quay clip so sánh giữa con hai con máy các bạn. Hai con máy của Mitsubishi KB 181 và con Honda 55. Con này 6.3 B bạn. Con này 55. Hai bên dàn cầu cái nóc hết các bạn. Bên thì chứng dịch Thái, dịch Thái là của Mitsubishi Thái. Bên kia còn kia bên dịch Thảo. Nhìn tổng thể thì thấy con Mitsubishi bự hơn này, to hơn, Mitsubishi lớn hơn, lớn hơn, Mitsubishi lớn hơn tí, lớn hơn cả 80. Hai con này thì mình làm eo để cho nó gọn hết nè, eo bô để hết nè. Dàn cầu con Honda này nó máy nhỏ, mình làm nhỏ các bạn, mình làm 21 chạy bọc 27, còn con này mình làm chạy bọc 34 nha, điều và lắp 14 hết, chặt đăng hết luôn này. Nhưng mà máy mới xuống lớn hơn, mình chạy lắp 34, bọc lắp 34, còn kia mình chạy lắp bọc lắp 27. Hai dàn cầu thì cầu xịn hơn các bạn, nóc tốt hết, bà lại tự hết con ra, tại mình chưa chùi nó đèn nóng gồng á, ra thì nó mới tin luôn, nóc xịn luôn. Bây giờ mình test máy và xem ha, so sánh nè. Đúng rồi ạ.